sau một chuyến đi biển dài ngày để vừa nghỉ ngơi, vừa tập trung dành thời gian ghi hình cho chương trình Running Man Việt Nam mùa 2 thì Giản Cát đã có hẳn một kho ảnh đẹp để sống ảo dài dài từ đây đến khi tập cuối lên sóng. Mới đây, Thúy Ngân tiếp tục khiến dân tình nhộn nhịp bàn tán khi chia sẻ ảnh tạo dáng bên cạnh chiếc ván lướt sóng siêu to khổng lồ. Caption chỉ vỏn vẹn hai chữ ra khơi, nhưng dưới phần bình luận, cô nàng để lại comment thả thính ai đó. Anh có muốn ngày nào đó mình ra khơi? Em sẽ đem những nhớ thương mà đóng thuyền. Những ai yêu mến và thường xuyên theo dõi động thái trên mạng xã hội của nữ diễn viên xinh đẹp hẳn đều biết cô nàng là thánh thả thính với 7749 caption ngọt, mặn, nhạt đều có đủ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thỏ trắng Jun Phạm đã rất nhanh để lại bình luận, song đứng trên bờ. Comment của anh chàng khiến dân tình nghĩ cả hai đã rủ nhau ra bãi biển dạo chơi đây mà. Đến khi tham gia Running Man Việt Nam mùa 2, có nhiều cơ hội trò chuyện, tâm sự rồi đi chơi cùng nhau nhiều hơn, cả hai mới dần trở nên thân thiết. Jun Phạm thân thiết với Ninh Dương Lan Ngọc từ rất lâu, trong khi chỉ mới bắt đầu chơi thân với Thúy Ngân từ sau chương trình Running Man Việt Nam mùa 2. Dù vậy, xuyên suốt chương trình, Jun Phạm hiếm khi tỏ ra thiên vị Lan Ngọc hơn Thúy Ngân. Trong tập 13 mới chiếu gần đây, anh còn ra sức bảo vệ cô em trung đội, điều đó khiến người hâm mộ càng chèo thuyền nhiệt tình hơn. Dù không phải cặp đôi chính thống được chương trình lăng xê nhưng Jun Phạm và Thúy Ngân vẫn hot hit không kém cặp đôi non nớt Lan Ngọc, Kazik. Vài ngày trước, cặp đôi còn khoe ảnh cùng nhau dạo biển.